Ông Đoan, người làng Bầu Trúc, nhiều năm qua tìm cách giữ lửa cho làng gốm Chăm cổ xưa nhất Đông Nam Á. Cùng với việc lập hợp tác xã chế tác sản phẩm gốm mỹ nghệ, gần đây ông Đoan thực hiện ý tưởng là dựng lại không gian xưa cũ của một gia đình làm gốm. Trong không gian này, du khách dễ dàng thích thú với gốm Chăm để rồi ai cũng muốn được một lần trải nghiệm làm gốm. Để mà cho quý khách, khách đến tham quan có thể cảm nhận được và có thể trải nghiệm được, đó là linh hồn, cái cốt của gốm Bầu Trúc ngày xưa. Khi mà mình nhìn ở bên ngoài vô thì mình sẽ nghĩ là nó rất dễ, nhưng mà mình đã đụng tay vô mình làm tới một cái gọi là cái nghề, cái nghiệp của họ, mình mới thấy nó khó khăn. Cuối năm 2022, nghệ thuật làm gốm của người Chăm chính thức được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Một trong những hướng để bảo tồn là gắn kết nghề gốm với du lịch. Sự sáng tạo của những người ở đây, sáng tạo từng cái sản phẩm, cho ra sản phẩm tốt nhất mà họ muốn. Mỗi sản phẩm gốm mỗi khác, khác từ kiểu dáng đến sắc màu, đó là những sản phẩm không lặp lại. Gốm Chăm làm ra từ sự hòa quyện của đất, nước và lửa. Hơn cả, gốm Chăm được làm ra từ đôi tay khéo léo và sức sáng tạo vô tận của người làng Chăm.